dọc trên một con phố nhỏ Thời điểm này đường đã vắng lặng Ánh điện từ trong những ngôi nhà cũng đã tắt tối đen Chỉ còn lác đác vài ba căn nhà để đèn Nhưng cũng đã đóng cửa kín mít Lý An Hy bước vội đi trên vỉa hè Hôm nay phải tăng ca đến muộn Vậy mà lúc về gọi xe Còn gặp phải người không biết đường Chỉ loanh quanh một hồi Mà thấy lái xe càng lúc càng kỳ lạ Nên cô đành xuống trước một đoạn Chỉ là lúc này An Hy cảm nhận được phía sau mình đang có người đàn ông đi theo Được cả đoạn rồi Cô cũng không dám quay đầu nhìn lại Sợ lỡ khiến đối phương kích động Mà lao đến hung hãn làm gì đó Thì không kịp trở mình An Hy mỗi bước đi thật nhanh Cô lấy điện thoại ra bấm gọi Đến số điện thoại được lưu vào diện số khẩn cấp Cái tên hiện trên màn hình Chỉ một chữ Anh Cùng icon hình trái tim đỏ Chuông đổ rất lâu Cuộc gọi cũng được liên tục lặp lại vài lần Nhưng đầu dây bên kia không hề có người nghe máy các đàn ông ở phía sau thấy cô bước vội, bước chân của gã cũng theo đó mà tăng lên, từng chút càng đến gần với cô hơn. Khi ấy trước mặt có một nhóm người đàn ông bước ra từ một quán karaoke đã đóng cửa, giọng nói của một người trong đấy vang lên. Đại ca, hắn là cá trên thớt rồi, đại ca hả tất gì phải cho hắn thêm thời gian. Người đàn ông đi đầu mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, cúc áo chỉ cài đến quá bụng, làm lộ ra cả vòng ngực săn chắc, nam tính. Qua cái ánh đèn từ trên cao hắt xuống Một vật loái sáng ở tay của anh Nhìn kỹ hơn mới phát hiện Là viên đá quý hình quả chám Góc nghiêng của gương mặt hiện rõ Từng đường nét rất hoàn hảo Hàng lông mày đến cả sống mũi Đều vô cùng tuyệt đẹp Nhưng ánh mắt của người đàn ông này Giống như màn đêm phía trên Vừa bí ẩn lại vừa ma mị Khiến bất cứ ai nhìn vào Đều như bị hút sâu vào trong đó Lục Diễn Nam lấy ra một điếu thuốc từ trong bao Gõ đầu thuốc xuống mặt bao vài cái Rồi mới đưa lên miệng Đàn em đứng bên cạnh anh cũng nhanh tay lấy máy lửa Châm thuốc cho anh Một làn khói trắng nhả ra trước mặt Làm mở đi tôn dung của người đàn ông ấy Giọng nói chầm chầm Mang theo hàn khí Người chết hấp hối mà mày cũng không cho sao Khi ấy Lý An Hy cũng không suy nghĩ quá nhiều So với việc bị một gã bám theo thì đám người trước mặt đối với cô chính là sự cầu cứu an hy chạy vội về phía đấy dáng vẻ khẩn thiết nhìn người đàn ông đang cầm điếu thuốc và nói làm ơn giúp tôi hắn đi theo tôi được một đoạn đường rồi sự xuất hiện của cô khiến bọn họ nhìn chằm chằm giống như vật thể lạ vậy an hy lúc này mới chợt nghĩ trong đầu thôi chết nếu lỡ cô lại gặp phải một đám đốn mạt thì sao như vậy thì khác nào cô tự dâng đến miệng cọp An Hy bây giờ mới nhìn kỹ người trước mặt Ngũ quan của anh rất hài hòa Diện mạo có thể xem là anh Tuấn tiêu sái Nhưng ánh mắt nhìn cô có hơi đáng sợ Chưa kể mấy người xung quanh anh Mặt người nào người đấy Cũng như kiểu cô thiếu nợ bọn họ vậy Lý An Hy bắt đầu trùn bước Muốn lùi lại Khi ấy Lục Kiến Nam Chuyển tầm mắt đến phía sau An Hy Cái tên bí hiểm bám theo cô bị bắt gặp Cũng vội quay đầu đổi hướng Anh lúc này chỉ ra ám hiệu một ánh mắt Đàn em liền lập tức đi đến túm lấy tên kia lôi lại An Hy còn tưởng bọn họ định làm gì Nhưng sau đó người đàn ông này chỉ quay sang nhìn cô Nửa chữ cũng không nói An Hy bị ngây ngốc vài giây Cũng nhìn chằm chằm anh Cô có cảm giác Ở người đàn ông này chứa một sức lực vô hình nào đấy Khiến người khác chân tay muốn buồn ruồn Không nói được Còn muốn gì nữa mà chưa đi anh lên tiếng trước khiến cô mới sự tỉnh lại An Hy vội vàng lùi về sau Rồi cúi đầu Cảm ơn anh Nói rồi cô cũng liền rời đi Theo hướng về nhà mình Thực ra An Hy chỉ muốn họ xa mặt để đuổi tên kia đi Nhưng không ngờ Họ còn bắt hắn lại Cô nhịn không được tò mò Nên lén quay đầu nhìn Lúc này lục kiến nam hướng đến gã bám theo cô Mà hỏi Mà đi theo người ta làm gì Hiểu lầm, hiểu lầm mà chỉ là cùng đường thôi Cùng đường thì tại sao thấy người lại quay đầu Hắn nghe vậy lạnh lùng quanh Khi ấy một đàn em bỗng rút ra một con dao bấm Dí vào cổ của hắn Tiền đấy sợ xanh mặt mà vội nói Cũng không trách tôi được Tại vì đêm khuya Mà cô ta còn ăn mặc hở hang Đàn ông nào nhìn thấy mà chẳng thèm Lời hắn vừa dứt Anh bỗng tôm lấy tóc của tên đó Giật ngửa mặt lên trời mà nói Trên đời này Tao ghét nhất là kiểu người đổ lỗi để bao biện cho cái sai của bản thân. Nếu mày nói mày có bệnh sinh lý thì tao còn nương tay. Mày lại gom cả cái tư duy bẩn thỉu của mày thì xem ra phải dạy cho mày biết thế nào mới là đàn ông." Nói rồi, anh cũng buông tay ra mà quay lưng lại. Đám đàn em tự hiểu ý mà tác động chân tay tới tấp. Khi ấy, An Hi còn đang tròn mắt chứng kiến, bị anh bất ngờ quay lại bắt gặp, khiến cô giật thót như bị bắt quả tang làm chuyện xấu. An Hy cũng vội vàng xoay người đi Chân này đá chân kia Còn suýt ngã Kiến Nam cứ đứng đó Nhìn theo cái dáng người mạnh nhỏ ấy Đang chối chết bỏ đi Trong đáy mắt không một chút dao động Chỉ lặng lẽ hút tàn liếu thuốc trên tay Phía sau lưng là những âm thanh da thịt Tác động vào nhau An Hy cuối cùng Cũng trở về được tòa chung cư nhà mình Cô bước vội vào trong thang máy Nhấn đi lên tầng Rồi hướng thẳng đến căn hộ Mà lấy chìa khóa mở cửa Vừa bước vào Nhìn thấy Hữu Khương vẫn còn ngồi ở phòng khách Tay bấm điện thoại mà đi đến Anh còn thức vậy làm gì Mà em gọi mấy cuộc lại không nghe máy Anh ta nghe vậy Nhưng còn không nhìn đến cô lấy một cái Mắt vẫn dán chặt vào chiếc điện thoại Trong tay bấm gì đó liên tục Điện thoại kia anh bỏ trong phòng Không để ý Anh ta chỉ nói như vậy Còn chẳng buồn hỏi cô là có chuyện gì không An Hy cảm thấy ấm ức trong lòng em vừa bị một tên biến thái bám theo đấy gọi anh xuống đón nhưng cả mấy cuộc anh không thấy nghe máy lúc này hữu khương mới nhìn lên anh ta cũng không tỏ ra bao nhiêu lo lắng hời hợt nói lần sau cẩn thận một chút nói rồi anh ta lại tiếp tục quay mặt vào điện thoại an hy thấy sống mũi của mình cay nồng lên mắt cô cũng đỏ hoe mà gắt nhẹ cao hữu khương anh làm sao thế hả thấy cô gắt gỏng anh ta mới buông điện thoại xuống mà đi lại được rồi, em bình tĩnh xem nào. Chẳng phải là không sao rồi sao? Anh có biết, nếu như em không gặp người qua đường giúp đỡ thì sẽ có chuyện gì xảy ra không? Anh nói em rồi, tại sao em cứ đi làm về muộn như vậy? An Hi cảm thấy nước mắt đã đong đầy lên rồi, nhưng cô cố kìm nén, không cho nó rơi ra mà nhìn người bạn trai đã yêu đương đến mấy năm của mình. "Đó là chuyện em muốn sao? Em có thể ý kiến, xin không tăng ca mà." "Còn nữa, Em nhìn xem, mặc hở hang thế kia thì không trách được tại sao đàn ông nó không bám theo. An Hi nhìn xuống thân của mình, tuy là váy nhưng chỉ trên gối không quá 5 phân, cô không hiểu hở hang ở chỗ nào. Đây là đồng phục ở chỗ làm của em mà. Anh thấy nó hở hang chỗ nào? Anh còn muốn em phải mặc kín đáo từ đầu tới chân sao? Anh cho rằng việc hắn bám theo em là lỗi của em sao? Không phải lỗi của em nhưng bản thân em là con gái phải biết tự bảo vệ mình trước các mối nguy hiểm chứ nếu em ăn mặc kín đi một chút thì làm gì hắn phải đi theo em được rồi hôm nay anh đi làm về cũng mệt không có hơi sức đâu mà cãi nhau với em về chuyện này nữa nói xong hữu khương cũng quay đi cầm lấy điện thoại của mình rồi về thẳng phòng ngủ đóng cửa lại an hy đứng ở đấy nhìn vào cánh cửa bất động mà giữ không nổi nước mắt nữa cô và hữu khương bắt đầu mối quan hệ tình cảm từ những năm hai người còn đi học Cho tới khi An Hy vào năm nhất đại học Anh ta cũng vừa mới ra trường Do Hữu Khương học chạy tín Nên chương trình chỉ có 3 năm Cô nhớ lại thời điểm đó Tại một quán cơm vỉa hè vào buổi tối An Hy đem theo một dáng vẻ căng thẳng lẫn mệt mỏi Đi lại vị trí bàn nơi có người con trai đang ngồi ở đó Vừa nhìn thấy cô Hữu Khương liền tươi cười Đẩy một phần cơm sang An Hy Sao em ra muộn vậy Anh đã gọi sẵn cơm cho em rồi đây Mau ngồi xuống ăn đi Cô ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh ta Trần trừ mãi cũng lấy trong túi sách ra một que thử thai đặt lên bàn Hữu Khương Em có thai rồi Anh ta sững lại Nhìn chầm chầm vào que thử thai hiện rõ hai vạch An Hy cũng cảm thấy điều này có một chút sốc Bởi vì cô hiểu Thời điểm bây giờ Giữa hai người không thích hợp cho việc có con Hữu Khương mới ra trường Còn chưa có việc làm cô thì đang đi học sinh con lúc này rất khó khăn huống hồ ngay từ ban đầu gia đình của hai bên đã ngăn cấm chuyện tình cảm này nhưng lúc đó tình yêu như mù quáng khiến cả hai bất chấp mà lao vào nhau như vậy cứ nghĩ anh sẽ khó tiếp nhận nhưng hữu khương lại bất chợt với tay lấy lon nước bẻ cái móc của nó ra mà đưa trước mặt tuy là bây giờ anh chưa có đủ kinh tế nhưng anh sẽ cố gắng lo đầy đủ cho mẹ con em đợi sau này mọi thứ ổn định anh sẽ bù đắp cho em bằng những thứ tốt nhất An Hi, gả cho anh nhé Lúc đấy tuy chỉ là một cái móc của vỏ lon Nhưng đối với cô Lại là chiếc nhẫn đắt giá nhất An Hi cho rằng bản thân đã chọn đúng người Không nhất định phải giàu sang Chỉ cần trong lúc khốn khó Vẫn không rời bỏ nhau là tốt rồi Cô mỉm cười đưa bàn tay ra Hữu Khương cũng đem cái móc đó Đeo vào ngón tay của cô Sau đấy vội vàng gắp một miếng thịt Trong phần cơm của mình Bỏ sang khay cơm cho cô. Nào, em mau ăn đi, ăn nhiều cho con có sức khỏe. Giọng hồi ức đẹp như tranh vẽ đấy, khiến An Hi giờ đây cảm thấy rất xa vời. Cô ngồi phịch xuống ghế, khẽ nhắm mắt lại để nước mắt cứ trượt dài xuống. Từ sau chuyện đó, vì cố gắng cho một tương lai ba người, nên An Hi cũng chuyển về ở cùng phòng với Hữu Khương để tiết kiệm chi phí. Việc đi học của cô cũng dừng lại. An Hy bắt đầu kiếm việc làm thêm Khi mà Hiễu Khương quyết định học thêm 2 năm Lấy bằng thạc sĩ Cô cũng hy vọng anh ta có thể học cao Để sau này có thể xin được công việc dễ dàng Mức lương ổn định Nên An Hy vẫn là thường xuyên Khuyên nhủ anh ta cố gắng Còn cô thì đi làm Chính là nuôi anh ta ăn học Tiếc là không lâu sau đó Do khối lượng công việc mà An Hy Khi mang thai sức khỏe đã không tốt Nên cuối cùng cái thai không giữ được Nhưng ít nhất Khoảng thời gian đó, Hữu Khương luôn ở bên cạnh chăm sóc cô, động viên cô, nên An Hy cũng rất nhanh vượt dậy được. Cô vẫn quyết định dừng lại việc học để đi làm. Cuối cùng sự cố gắng của hai người họ cũng thành công. Khi mà Hữu Khương học xong, liền được nhận vào một công ty lớn. Nói ra anh ta cũng rất chịu khó, khi mà chỉ 2 năm, Hữu Khương đã ngồi được cái chức trưởng phòng, mức lương cũng chắc hơn. Đến thời điểm hiện tại, anh ta đã mua được một căn hộ và một chiếc xe ô tô Tuy là dưới hình thức trả góp Nhưng cũng là khá hơn lúc trước rất nhiều Chỉ là khi mọi thứ đã ổn định Thì An Hy cảm nhận Anh ta bắt đầu khác đi Thường hay cáu gắt Hay đi về muộn Thường hay trách móc đổ lỗi cho cô Thường nói cô phiền phức Vậy như anh ta cũng đã quên mất lời hẹn lúc trước Ngẫm nghĩ lại khoảng thời gian Từ lúc bắt đầu đến bây giờ Tính toán cũng đã tới 10 năm Từ thuở còn niên thiếu đến giờ ai cũng đã trưởng thành hoàn cảnh thay đổi lòng người có lẽ cũng đã thay đổi trong tình yêu đáng sợ nhất là khi trái tim của đối phương đã sớm đổi thay còn bản thân lại vẫn cứ ở lại mãi trong cái ngày mà họ đưa ra bao lời hứa hẹn ngày hôm sau tại một nhà hàng nằm trên con phố lớn thời điểm về khuya khiến con đường cũng trở nên vắng vẻ nhà hàng cũng bắt đầu dọn dẹp đóng cửa an hy còn chỗ này mày dọn giúp tao nhé Hôm nay tao có việc phải về sớm Nghe vậy Cô vội vàng nhìn qua cô bạn đồng nghiệp của mình Không được tiểu Mỹ Phần của tao còn chưa dọn xong Có biết hôm qua tao về trễ Gặp tên biến thái đi theo không Sao thế Hữu Khương không tới đón mày hay sao Anh ấy nói bận nên tao tự bắt xe về Mày chịu khó nắn lại tranh thủ dọn dẹp với tao Rồi cả hai cùng về nhé Tiểu Mỹ nhìn đồng hồ Rồi tiến lại phía cô Vẻ mặt năn nỉ mà nói Hôm nay sinh nhật cô bon, tao đã hứa là về sớm với nó đón sinh nhật rồi. Mày giúp tao buổi nay đi, mai tao sẽ thay mày. Cô nghe vậy cũng khó lòng mà từ chối, đành gật đầu. Thôi được rồi, mày về đi. Tiểu Mỹ liền cười, cảm ơn mày nhé. Nói rồi, Tiểu Mỹ cũng vội vàng rời đi. An Hi cuối cùng chỉ có thể nhanh chóng dọn nốt chỗ còn lại để tranh thủ về cho sớm. Sau khi xong xuôi, cô nhìn qua một lượt, rồi tắt hết đèn điện mà đi ra ngoài đóng cửa lại. Nhưng An Hy còn chưa kịp khóa thì bất ngờ từ phía sau có một lực mạnh đẩy cô vào bên trong. Vốn định hét lên thì cảm nhận được một vật kim loại dí vào lưng của mình, dạng giống như súng cùng với một giọng nói trầm trầm, đem theo hơi thở không đều. Nếu không muốn chết thì giữ im lặng và đóng cửa lại. Bên trong tối đen, cô cũng không dám quay đầu lại, chỉ có thể nghe đối phương mà đóng cửa lại. Trong đầu không ngừng kêu than. Sao dạo này cô lại đen đủi như vậy Hôm qua thì gặp tên biến thái Hôm nay lại gặp phải cũng không biết là ăn cướp hay là gì Mà lại còn mang theo cả súng như vậy An Hi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh Một chút cử động nhỏ thôi Cũng chẳng hề có Lúc này ở bên ngoài Có tiếng bước chân rồn rập đến Cùng giọng nói của mấy tên đàn ông Mẹ kiếp hắn đâu rồi Rõ ràng thấy hắn chạy về hướng này cơ mà An Hi nghe vậy cũng đoán được người mà bọn chúng đang tìm có lẽ là đây. Cô đang nghĩ nếu đẩy cửa chạy ra thì liệu có cơ hội thoát thân không? Nhưng khi ấy ở bên tai cảm nhận được hơi thở phả vào. Giọng nói nam tính thì thầm rất nhỏ nhưng lại mang theo sát khí khiến lưng cô lạnh toát. Đừng có dại dột khi muốn thử xem súng của tôi nhanh hay chân của cô nhanh. Lập tức suy nghĩ trong đầu của An Hy bị đánh đập. Cô cảm thấy người này đáng sợ anh ta như đọc thấu suy nghĩ của mình vậy An Hi không nói cũng không dám làm gì Nhưng lúc đối phương đến gần đó Cô như ngửi được một mùi tanh nồng giống như máu Lại càng khiến cô thêm rét run lên vậy Một lúc sau Bên ngoài cũng không còn tiếng đồng An Hi lấy hết dũng khí Mới có thể nói được Hình như là bọn chúng đi rồi Sau lời đó không thấy đối phương nói gì Nhưng cô cảm nhận được cái vật kim loại kia Đã rời khỏi lưng của mình ngay lập tức cô liền đẩy cửa chạy ra ngoài vốn định bỏ đi nhưng bỗng nhiên chợt nhớ tới không thể để cửa như vậy hơn nữa còn có mùi máu thì có lẽ là anh ta bị thương nếu chẳng may chết ở đây thì cô lại phiền phức liên quan đến án mạng hay sao an hy quay lại nhìn về phía cửa vẫn không thấy đối phương trở ra ngoài cô chỉ đành trở lại nhưng đứng ở bên ngoài nói vọng vào tôi kiểm tra rồi xung quanh không có ai cả anh mau đi ra đi đây không phải là nhà hàng của tôi Nếu lỡ có xảy ra chuyện gì tôi sẽ bị trách phạt đấy Sau lời đó một hồi vẫn không thấy đối phương nói gì An Hy trong đầu suy nghĩ Không lẽ anh ta chết rồi Cô rẻ chừng bước vào bên trong Tìm đến công tắc đèn bật lên Không gian được soi sáng Khiến mọi thứ hiện rõ ra Cô mới phát hiện người đàn ông ấy Đang ngồi trên sàn Dựa lưng vào cánh cửa Nhắm nghiền đôi mắt Một bên ngực áo của anh ta Máu đã loang ướt đẫm nhưng thứ mà an hy bất ngờ hơn là cô nhận ra người đàn ông này anh chính là người tối qua đã giúp cô chặn lại tên biến thái bám theo đó cũng không hiểu cô nghĩ gì lại quay đi lấy hộp cứu thương nhỏ mà tiến lại phía anh nhưng vừa mới đưa tay vốn định kéo áo của anh thì bất chợt kiến nam dương súng chĩa thẳng vào cô ánh mắt của anh tuyệt nhiên lạnh nhạt giống như sẵn sàng bóp cò nếu cô có hành động gì an hy sợ đến xanh mặt cô không dám có động thái nào nữa mà lắp bắp nói tôi chỉ muốn xem vết thương để cầm máu thôi hơn nữa tôi nhận ra anh hôm qua từng giúp tôi thoát khỏi tên biến thái nên muốn trả ơn anh chứ không có ý gì kiến nam nhìn thẳng mặt cô khẩu súng trong tay của anh không hề run một chút nào anh vẫn không nói gì nhưng lúc sau lại hạ súng xuống mới lên tiếng không cần cho tôi mượn điện thoại của cô nghe vậy anh hy vội cầm điện thoại của mình đưa cho anh lục kiến nam nhận lấy chỉ soạn một tin nhắn gửi đi sau đó xóa lịch sử rồi trả lại cô cũng không bận tâm điều đấy chỉ thấy vết thương của anh vẫn còn đang chảy máu nên không yên tâm một phần là vì lo sợ anh có xảy ra chuyện gì cũng sẽ bị liên lụy một phần là vì không thể thấy người gặp nạn mà làm ngơ tôi nghĩ là anh nên cầm máu lại nếu không thì nguy hiểm lắm đấy lục kiến nam không nói gì anh chỉ nhắm mắt dựa vào cửa dáng vẻ trông khá mệt mỏi Có lẽ do mất máu Nên thần sắc cũng xấu đi An Hy thấy anh không trả lời Nên cô cũng liều mình đưa tay cởi khuy Kéo áo anh mở rộng ra Lúc này Hiện rõ bên ngược trái của anh Là một lỗ đỏ sâu hoắm Đang đong đầy cái thứ chất lỏng màu đỏ Vị trí này khá gần với tim Cô còn không biết đã vào tim chưa nữa Nên có một chút kinh sợ Lục Kiến Nam thấy cô cứ mãi không động tay Mà lên tiếng Nếu sợ thì không cần phải cố Cô đáp lại Đúng là tôi sợ Nhưng nếu anh chết thì tôi còn sợ hơn Lời của An Hy Lại khiến Kiến Nam mở mắt ra nhìn cô An Hy lúc này không để ý tới Cô lấy chiếc khăn sạch Biệt lên miệng vết thương của anh ép nhẹ Hành động ấy khiến Kiến Nam khẽ cau mày lại vì đau Cô liền vội nói Hơi đau Nhưng chịu đựng một chút như vậy mới cầm được máu sau khi thấy máu đã dần ngưng chảy an hy mới lấy cồn để sửa vết thương toàn bộ quá trình cô rất nhẹ nhàng nhưng không tránh được cơn đau chỉ là kiến nam ngoài việc biểu hiện cảm xúc đã vượt qua cơ mặt và cái nhíu mày thì hoàn toàn không hề nghe thấy tiếng anh kêu la một tiếng nào cho tới khi cô bắt đầu băng vết thương kiến nam mới hỏi sau khi nãy bỏ đi rồi lại còn quay lại không phải tôi nói rồi sao tôi sợ anh chết tôi sẽ không tránh được liên lụy mặc dù tôi không sai trái nhưng dính đến mạng người thì phiền phức lắm vậy sao không báo cảnh sát anh cũng đâu có làm gì tôi chỉ là muốn trốn đám người truy đuổi thôi hơn nữa báo cảnh sát cũng phiền phức mà nhà hàng mà tôi làm sẽ bị kéo vào điều tra cô sợ phiền phức như vậy mà vẫn dám xử lý vết thương cho tôi không lo nếu không cẩn thận khi tôi xảy sai chuyện thì tôi sẽ đến đòi nợ cô sao Sợ chứ Nhưng tôi cũng không thể thấy chết mà không cứu Hơn nữa anh giúp tôi một lần rồi Tôi trả lại anh một lần Còn nếu sau này thật sự vì tôi mà anh xảy ra chuyện Thì đó lại là vấn đề khác Anh đòi nợ tôi cũng sẽ hiểu mà Khi ấy Chiếc vòng cổ của An Hy giấu trong áo Theo cử động của cô mà bị lộ ra ngoài Kiến Nam nhìn thấy mặt dây chuyền Chỉ là một cái móc của vỏ lon nước Mà thuận miệng hỏi một cái móc của vỏ lon nước mà cô làm mặt dây chuyền được sao nó trúng dài à nghe vậy an hy nhìn xuống liền vội vàng nhét nó giấu vào bên trong áo sau đó tiếp tục quấn băng cho anh lục kiến nam thấy hành động của cô như vậy lại cười hắt ra sợ tôi giết người cướp của à? cô nghe vậy thì liền giải thích không phải cũng không có gì cả chỉ là một cái móc lon nước bình thường thôi như là vật mà bạn trai của tôi đã cầu hôn tôi lúc cả hai vẫn chưa có gì trong tay, tuy nó không có giá trị, nhưng mà đối với tôi nó là một thứ quan trọng. lời vợ dứt cũng là lúc cô thắt nút băng lại cho anh, mà kiến nam không hiểu sao nghe xong điều đấy lại thấy có chút gì đó không mấy vừa ý ở trong lòng thì phải, nhưng rất nhanh cảm xúc đấy cũng bị anh gạt đi. vậy bạn trai cô đâu? mẹ để cô một mình đi về giữa khuya, bị biến thái bám theo phải tìm trợ giúp nhắc đến chuyện đó an hy vẫn không tránh khỏi có chút tổn thương nhưng cô chỉ hời hợt trả lời anh hy bận công việc nói rồi cô cũng thu dọn lại đồ sơ cứu mà đứng dậy tạm thời cầm được máu cho anh nhưng sau đó anh vẫn phải đến bệnh viện để gắp đạn ra hơn nữa còn phải kiểm tra xem đạn có vào nơi nguy hiểm không lúc này lục kiến nam cũng kéo lại áo của mình rồi đứng lên chuyện hôm nay cô cứu mạng tôi tôi sẽ ghi nhớ cô cần gì cứ nói tôi nhất định sẽ đáp ứng không cần đâu Anh giúp tôi một lần rồi mà Tôi giúp anh một lần Chúng ta hòa nhau Không ai nợ ai Kiến Nam không để tâm lời của cô Anh bất ngờ đoạt lấy điện thoại trong tay An Hy Rồi tự lưu số của mình vào trong đó Mà trả lại Lục Kiến Nam tôi không nợ ân tình của ai Thế nên bất cứ lúc nào cô cần gì Đều có thể gọi cho tôi Cùng lúc đấy Người của anh cũng đã xuất hiện Mà vội đi thẳng vào trong Đại ca anh không sao chứ thấy vậy an hy cũng liền nói anh ấy bị thương ở ngực so súng tôi đã cầm máu rồi nhưng vẫn phải đến bệnh viện để gắp đạn ra nghe vậy bọn họ mới quay lại nhìn cô một số người trong đó rất nhanh nhảy nhận ra gương mặt này sao lại là cô khi ấy kiến nam cũng nói với một người em của mình hải tứ mày đưa cô ấy về đi nghe vậy an hy liền vội xua tay à không cần đâu tôi gọi xe là được khi người đàn ông có tên là Hải Tứ đó Cũng đi lại phía cô Ánh mắt cậu ta nhìn rất dữ Rất giống với loài giã thú đi săn đêm Khi ấy Kiến Nam cũng nói Nếu không muốn gặp một tên biến thái nữa Thì để cậu ấy đưa về Đúng ra lúc này Cái người Hải Tứ đứng trước mặt cô Mới là sự sợ hãi Cậu ta cứ nhìn cô với cái dáng vẻ như muốn lao vào đánh nhau luôn Nếu như cô dám phản kháng Khiến cho An Hy cũng không dám từ chối nữa Vậy đợi tôi dọn qua chỗ này đã Nghe cô nói thế Kiến Nam chỉ hất mặt với mấy tên em út của mình Bọn họ liền lập tức xuống lại dọn gọn Những vết máu cũng được lau chùi sạch sẽ An Hy nhìn qua thôi cũng biết Kiến Nam này chắc chắn không phải là vật tầm thường Bọn họ lại gọi anh là đại ca Lại còn bị đám người truy sát Xem chừng cũng là nhân vật số má Ghê gớm Cô không muốn dính dáng đến bọn họ Hy vọng sau hôm nay đường ai nấy đi không gặp lại nữa thì tốt. Sau khi xong xuôi, An Hi khóa cửa rồi cũng ngồi vào chiếc xe ô tô màu đen bóng do Hải Tứ cầm lái mà trở về. Kiến Nam nán lại bên đường, nhìn chiếc xe chở cô đã chạy đi xa hẳn, mới ngồi vào một chiếc xe khác. Lúc này, đàn em của anh đứng ngoài cửa, cúi người nhìn vào trong mà nói: "Đại ca, cô ta biết chuyện tối nay có cần xử lý không?" Lục Kiến Nam dựa lưng vào thành ghế, hơi ngửa mặt lên trần mà nhắm mắt đáp lại không cần cô ấy sợ phiền phức sẽ không dám nói gì đâu vâng sau đó cậu ta cũng ngồi vào ghế lái khởi động xe chạy đi nhưng có lẽ cậu ta vẫn nhận ra lần đầu tiên lục kiến nam bỏ qua một mối đe dọa đến an toàn của anh vì một lý do không có gì để đảm bảo tại căn hộ chung cư nơi ban công ngoài trời cao hữu khương đứng ở đấy trên tay còn cầm điện thoại áp lên tai anh ta nói chuyện lâu tới mức nóng cả máy giám đốc yên tâm tôi sẽ xử lý ổn thỏa đầu dây bên kia chuyển đến giọng nói của một phụ nữ tôi nói rồi nhưng lúc ngoài giờ làm việc ra không còn gọi tôi là giám đốc gọi tên tôi là được rồi anh ta nghe vậy khẽ cười tôi thấy không được hay lắm nếu gọi như vậy không có gì là không hay chúng ta là đồng nghiệp cũng là bạn bè mà cậu khương mà cứ như vậy tôi cảm thấy xa cách lắm tôi giận đấy được rồi tôi biết rồi về sau ngoài giờ làm việc tôi sẽ gọi giám đốc là nhã trúc được không đúng rồi tôi muốn nghe như vậy hơn trên nét mặt của cao hữu khương lộ ra một chút hứng thú vui vẻ muộn rồi một chút còn chưa ngủ sao không sợ xa xấu à cũng chuẩn bị đi ngủ đây nhưng nhớ đến chuyên dự án liền gọi điện nói chuyện với khương nè Lúc này, Hữu Khương đứng nơi ban công nhìn xuống, thấy chiếc xe màu đen dừng lại trước tòa chung cư. Vốn không bận tâm, nhưng lại phát hiện ra An Hi bước ra khỏi xe cùng với một người đàn ông. Cô cúi đầu chào nói gì đó rồi mới quay vào trong. Hữu Khương thấy vậy, tỏ ra không mấy vui vẻ, liền nói qua điện thoại. "Vậy chúc đi ngủ sớm đi, bây giờ Khương có chút việc cần phải xử lý, Khương tắt máy đây, mai gặp lại." "Được, mai gặp lại." sau câu đó anh ta cũng tắt máy rồi quay trở vào bên trong đi tới phòng khách ngồi xuống ghế chờ đợi ngay khi an hy bước vào cô nhìn thấy anh ta ngồi đó liền hỏi anh chưa ngủ sao hữu khương hướng thẳng đến cô ánh mắt anh ta chứa đầy nghi ngờ em vừa đi đâu về an hy không nhận ra sắc mặt khác thường của bạn trai mình vẫn thành thật trả lời thì từ chỗ làm về hữu khương đứng dậy tiến lại gần cô Ai đưa em về An Hy nghĩ đến chuyện xảy ra ở nhà hàng Cảm thấy không nên để quá nhiều người biết Sợ là sẽ nguy hiểm Cô trả lời Em gọi xe Gọi xe sao Em nghĩ là em qua được mắt của anh à Em bước xuống từ một chiếc xe màu đen Cùng với một người đàn ông không mặc đồng phục nhân viên lái xe Anh đứng ở ban công nhìn thấy rõ ràng Xem phải nói dối Hữu Khương Anh chất vấn em cái gì vậy Anh nói anh bận không thể đón em lại đứng ở ban công để xem em về cùng với ai hay sao An Hi, Em đừng có lảng sang chuyện khác Vậy thì sao Có quy định nào cấm chiếc xe bình thường không được chở khách Có quy định nào cấm một người không mặc đồng phục nhân viên thì không được lái xe Anh ta cười hát ra một tiếng Miệng lưỡi của em ngày càng giảo hoạt đấy Nếu không có gì khuất tất Thì cần gì phải trả lời khó chịu như vậy Hữu Khương Rốt cuộc là em khó chịu hay là anh khó chịu anh thay vì ở đây nghi ngờ em Tại sao không đi đón em đi Em có biết khối lượng công việc một ngày của anh nhiều thế nào không Có biết là anh rất rất mệt mỏi khi đi làm về hay không Hơn em có phải là con nít đâu Mà ngày nào cũng có người đưa đón đi về Lời của anh ta giống như một cái tát thẳng vào hoài niệm lúc trước An Hy còn nhớ ngày đó Cả hai người rảnh dụm mãi mới mua được một chiếc xe máy Nên mỗi ngày Hữu Khương đều đến chỗ làm để đón cô Lúc đấy từ chỗ anh ta đến nơi cô làm việc Còn ngược cả một đoạn đường An Hy vì không muốn bạn trai vất vả Nên nói anh ta không cần đón Để cô gọi xe là được rồi Nhưng chính là Hữu Khương đã nói Tuy là không thuận Nhưng anh vẫn muốn được đưa đón em đi về An Hy cười giễu cợt một cái Hốc mắt của cô cay nồng lên Lúc đó là ai nói Dù ngược đường Nhưng vẫn muốn đưa em về Lúc đó là ai nói Vất vả thế nào cũng chịu được hữu khương anh quên rồi sao chính là anh nói đấy lời của cô khiến anh ta sững lại hữu khương xuất hiện một sự trốn tránh trong ánh mắt an hy chúng ta lớn cả rồi nên hiểu và thông cảm cho nhau chứ không phải là chỉ chăm chăm bắt bẻ vài câu nói từ cái thời trẻ dại thể hứa nước mắt cô lăn dài xuống gò má rốt cuộc tại sao anh ta có thể nói được như vậy anh nói vậy là sao chứ Là những hứa hẹn của chúng ta lúc trước Chỉ là một sự trẻ giải thôi sao Thế nên anh quên rồi sao Hay là anh cũng không cần phải giữ lời nữa Hàng ngày phải lo cơm áo gạo tiền Chưa đủ mệt mỏi hay sao em cứ phải vẽ chuyện ra vậy Tất cả những gì anh cố gắng Không phải là vì tương lai của chúng ta hay sao Thế nên em hiểu chuyện Và đừng trẻ con nữa được không Nói rồi hữu khương quay người đi về phòng an hy đứng đấy vội nói với theo hiểu chuyện sao cao hữu khương mười năm thanh xuân của tôi ở bên cạnh anh chấp nhận lùi về đứng ở phía sau anh vẫn chưa phải là hiểu chuyện hay sao anh nghĩ tôi không mệt mỏi à anh nghĩ mười năm qua tôi kiên trì không phải là vì cái gọi là tương lai thì là cái gì anh chỉ nhớ đến lỗi của tôi lại quên đi những điều tôi đối xử tốt với anh anh chỉ nhớ những điều tôi làm cho anh buồn lòng nhưng lại quên rằng tôi cũng đã từng buông bỏ tự tôn của mình bỏ qua giới hạn của mình để hòa hợp với thói quen của anh anh nói tôi trẻ con hay là anh là người lớn thay đổi đáp lại cô chỉ có tiếng đóng cửa sầm một cái Lý an hy ngửa mặt lên trần cố để nước mắt trôi ngược vào trong nhưng anh cuối cùng vẫn để nó lọt ra ngoài đôi mắt thật ra chuyện giữa hai người họ cũng chưa phải là chưa từng cãi nhau bao giờ mười năm qua cũng chưa phải là chưa từng nói lời chia tay, chỉ là cô nhận ra rằng dạo gần đây những cuộc cãi vã đã nhiều hơn. Dạo gần đây tuy không còn nói chia tay, nhưng trong lòng thì đã sớm hiểu. Trong tình cảm, những lời chia tay nói ra khi nóng giận cãi vã đều chỉ là những lời đánh trống khua chiêng, lời mà cứ giữ trong lòng không ai nói ra mới là đáng sợ, bởi vì bản thân biết được rằng một khi nói ra thì thực sự kết thúc. Hai ngày sau đó tại bệnh viện nơi hành lang của khu phòng bệnh chăm sóc đặc biệt trước một cửa căn phòng có hai người đàn ông mặc đồ đen ngồi dãy ghế chờ vừa nhìn thấy hải tứ đi đến bọn họ cũng liền đứng dậy cúi chào anh cậu ta chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu sau đó cũng đẩy cửa phòng bước vào bên trong đại ca hay là anh cứ ở lại bệnh viện thêm một hai ngày nữa đi dù sao mọi chuyện em cũng đã xử lý xong rồi kiến nam khi ấy đứng bên cạnh cửa sổ phòng Mặc một bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình Mà quay người lại nhìn Không có gì nghiêm trọng đâu Không cần phải ở lại Hải từ lúc này có đem theo một túi đồ đi đến Đặt nó lên giường bệnh Rồi lấy ra Trong đó có một âu phục màu đen tuyền Kiến Nam tiến lại Đưa tay lên cởi áo bệnh nhân trên người của mình ra Cả tấm lưng rộng lớn của anh được phơi bày rõ Trên đấy Một hình xăm bán lưng Được khắc họa rõ nét Và chi tiết là một con phượng hoàng đang hướng bay lên. Hải Tứ ở bên cạnh, hầu hạ anh mặc đồ mà lên tiếng. Đại ca, đúng như anh đã liệu tính. Đám người đó là do tiên cảnh lâm thuê. Mục đích của hắn chỉ là muốn dằn mặt thôi. Kiến Nam nghe vậy, khóe miệng khẽ nhích nhẹ lên. Xem ra, lục kiến Nam này không sợ hãi một chút, thì là uổng công bọn họ sao? Đại ca tính Dương Đông kích Tây à? Cũng không tốn nhiều thời gian. Vườn với chúng một lúc So với việc nhìn bọn họ chấp nhận thua cuộc Thì anh lại thích nhìn chúng bất ngờ Không kịp trở tay hơn Em hiểu rồi Lục Kiến Nam đưa tay lên cái cúc áo của mình Mà quay sang Nhà hàng hôm đó có camera Đã xử lý chưa Hải Tứ gật đầu một cái Sạch sẽ rồi Không có gì đáng lo ngại Hơn nữa em cũng đã điều tra qua cô gái đó Lý An Hy 25 tuổi Gia cảnh không có gì đặc biệt hiện đang chung sống với người bạn trai của cô ta vấn đề em để tâm hơn là cô ta có đem chuyện này kể lại với bạn trai không thêm một người biết chuyện thì càng thêm phiền phức nếu cô ấy nói thì bây giờ chắc cũng có tin rồi có lẽ là không đâu nhưng trước mắt vẫn cứ theo dõi trường hợp có động thái khác thì vẫn kịp xử lý vậy giờ em ra ngoài làm thủ tục xuất viện kiến nam không nói gì đáp lại cậu ta bằng một cái gật đầu hải tứ sau đó cũng trở ra ngoài trong căn phòng chỉ còn một mình Lục Kiến Nam Trên gương mặt của anh không lưu lại một chút biểu cảm nào Nhưng bờ môi lại khẽ mấp máy rất nhỏ một cái tên Lý An Hy Tối đấy, tại nhà hàng ULA Nơi mà Lý An Hy đang làm việc Thời điểm đầu tuần nên cũng khá vắng vẻ 19 giờ tối mà đã không còn khách Nhân viên cũng bắt đầu dọn dẹp Tiểu Mỹ đứng ở bàn quầy Nhìn thấy An Hy thần trí hôm nay như trên mây mà đi lại huyết nhẹ vào vai cô một cái Qua nay sao thế Nhìn chả có chút năng lực làm việc nào cả An Hy nghe vậy Nhưng không trả lời vào câu hỏi Mà nói sang chuyện khác Hôm nay đóng cửa sớm Tao với mày đi nhậu không Lại cãi nhau với lão Khương à Cô thu dọn lại đồ đạc trên bàn mà đứng dậy Đi đi rồi nói Mày có uống được bao nhiêu đâu Cứ hễ giận là lại đòi nhậu An Hy quay sang nhìn tiểu Mỹ Cô Bon hôm nay gửi bà ngoại phải không Ừ, vậy thì tốt Hôm nay tao nhậu với mày đến cùng Đi, mau thu dọn đồ rồi đóng cửa đi An Hy và Tiểu Mỹ sau đó Đến một quán ăn đêm ở vỉa hè Gọi vài món nhẹ Kèm thêm cả chai rượu lớn Tiểu Mỹ khi ấy mới lên tiếng hỏi Nhậu về không sợ Lão Khương giận sao An Hy rót rượu ra hai chén nhỏ Tự mình cầm lên Cụng vào chén của Tiểu Mỹ Rồi uống trước không cần đợi Bây giờ vẫn còn đang tăng ca về muộn nên không cần phải lo Cả hai người họ ngồi đấy Nhưng không hề để ý rằng Ở ngay bên lề đường Có một chiếc xe đỗ cách vị trí bàn của An Hy Không xa Khi ấy người đàn ông xách theo một túi tiền Đi lại mở cửa xe ngồi vào ghế lái Lại hướng mắt đến bàn của Lý An Hy Mà nói với người ngồi ghế sau Đại ca kia không phải là Lý An Hy sao lục kiến nam vốn không cần đợi hải tứ lên tiếng đã sớm nhận ra an hy ngồi đó anh không nói gì hướng mặt nhìn qua ô cửa kính một đôi mâu quang đen kịt không chút gợn sóng trầm tĩnh lắng nghe cuộc nói chuyện của họ khi ấy tiểu mỹ nghe vậy cũng uống chén rượu của mình rồi mới đáp lại lão ấy dạo này có vẻ lao đầu vào công việc ghê gớm nhỉ thực ra đàn ông lo sự nghiệp cũng tốt thôi nhưng đừng quên người kể cạnh ban đầu là được mày và lão khương yêu nhau cũng lâu rồi Bây giờ cuộc sống cũng ổn định Xem sao cũng tính đến chuyện cưới xin đi thôi Nhắc đến vấn đề đó An Hy trong lòng lại cảm thấy tủi thân Tao thấy chúng tao không ổn rồi Tiểu Mỹ dường như không quá bất ngờ về điều này Không ổn là đúng rồi Không riêng gì mày Mà tao cũng thấy không ổn chút nào Cả mày và lão đều lao vào kiếm tiền Thưa dần các buổi hẹn hò riêng tư Mà nói thẳng ra Mày và lão chung sống với nhau như vợ chồng nếu không biết cách đổi mới bầu không khí thì chuyện nhàm chán là dễ hiểu. Thế nên ta mới bảo mày, dụng lão cưới sớm đi. Ta cũng nhiều lần đề nghị anh ấy thử nói chuyện với gia đình, nhưng Khương luôn nói bây giờ vẫn chưa thích hợp. Gia đình trước đó đã không đồng ý nên anh ấy muốn chắc được kinh tế để tự lo liệu thì mới cưới, không phiền đến cha mẹ. Bây giờ mà còn chưa thích hợp thì lúc nào mới thích hợp đây? Mẹ bên cạnh lão ấy hết cả thanh xuân rồi. Từ lúc lão còn hai bàn tay trắng Đến bây giờ sự nghiệp cũng đã có Mấy cái chuyện kinh tế trả góp gì đó Lấy nhau về Hai vợ chồng hỗ trợ nhau là xong hết thôi Tao thấy lão cứ bàn lùi như vậy Là không ổn đâu Mà lâu nay Cô giữ lấy khoản phòng thân không vậy Bọn tao bây giờ Ngoài trả góp căn hộ Còn phải trả cái xe nữa Rồi tiền sinh hoạt tốn kém Cũng không để ra được bao nhiêu Nghe vậy Tiểu Mỹ liền vung tay sang đánh vào người cô vài cái sao mày ngu thế trả góp thì để lão trả mày lo làm cái gì suốt mấy năm lão ấy đi học là một mình mày bụng bầu đi làm đêm hôm nuôi lão ăn học tới mức sức yếu mày xảy cả thai đến bây giờ lão ổn định hơn thì lão lo cho mày là điều hiển nhiên kể cả mày có không đi làm thì cũng không cần phải ái náy nhưng có những tháng tính khoản này khoản kia tao cũng không thể để một mình anh ấy gánh cả được hơn nữa hữu khương cũng nói muốn dành rộm để còn cưới Vậy thì bảo lão cưới đi An Hy rót ra một chén rượu uống cạn Rồi lại ngậm ngùi nói Anh ấy bảo chờ thêm một thời gian nữa Tiểu Mỹ nghe vậy Cười giễu một cái Đợi, đợi thêm thời gian á Đợi có điều kiện à Mày nên hiểu rằng Đời người đều chịu thua một chữ đợi Thế nên tỉnh lại đi Đừng đợi đến già rồi mới nhận ra Vậy mày nói tao phải làm thế nào đây Tình cảm 10 năm của tao Nó vốn đã không gọi là tình yêu mà đã là trách nhiệm rồi thật ra tao cũng đã sớm nhận thấy mối quan hệ giữa tao và anh ấy đang trên bờ vực giản nứt nhưng mà bảo tao làm sao không tiếc nuối cho được hiệu khương cũng không hề thẳng thắn trong điều này tiểu mỹ thở dài rồi lại uống một chén rượu cũng phải mười năm không ngắn đi cùng nhau cả một chặng đường dài như vậy trải qua biết bao nhiêu khó nhọc cũng không buông tay thế mà mới ổn định một chút thì lại không thể tiếp tục nữa đúng là đáng tiếc nhưng an hy cho dù là tiếc nhưng mày cũng không thể chôn vùi hết tuổi trẻ chỉ để chờ đợi một người như vậy Tao nghĩ là mày nên thẳng thắn nói chuyện với Hữu Khương một lần đi Xem như cho cả hai thêm một cơ hội nữa Không nhầm thì ngày mai đúng tròn 10 năm mày và Lão yêu nhau phải không Bày vẽ một chút rồi vào thẳng vấn đề với Lão Mày bây giờ cũng đã 25 tuổi rồi Thực ra chưa phải là quá già Nhưng ở bên một người chừng ấy thời gian Thì cũng đến lúc nên có một sanh phận chứ Nếu như lão còn bảo mày phải chờ đợi thì tao nghĩ là mày nên hiểu ra vấn đề rồi đấy Lão không tiếc nuối tuổi trẻ của mày Thì mày đừng lãng phí nữa Khi ấy ở trong xe Hải Tứ nhìn sang phía bên đường Bắt gặp hai bóng người bước ra từ một quán bắp Mà cười khẩy một cái Cô ta và bạn trai xem ra cũng có duyên phận lớn lắm đấy Đại ca nhìn xem Tên đó chính là bạn trai của Lý An Hy Kiến Nam nghe vậy Khẽ quay mặt nhìn sang phía bên đường tầm mắt của anh ấy thấy một người đàn ông dáng dấp cũng cao ráo dìu một cô gái ăn mặc khá quyến rũ để dựa vào người mà đi ra ngoài đại ca anh nói xem bọn họ có đụng mặt nhau không lục kiến nam không trả lời mà chỉ quay mặt nhìn về phía trước cửa kính ô tô cũng được đẩy lên đóng kín giọng của anh đều đều không ngữ điều xe phía trước cản đường và nó tránh ra đi hải tứ nghe vậy mới quay về trước Điều kỳ lạ ở chỗ là Chiếc xe phía trước cũng là đỗ đúng vị trí bên đường Hơn nữa còn cách xe của họ Một khoảng lớn Hoàn toàn không hề có cái gọi là cản đường Nhưng Hải Tứ theo anh đã lâu Có những điều cậu ta chỉ nghe đã liền hiểu ý Không cần phải hỏi lại Ngay sau đó Đèn pha của xe được bật sáng trưng Dọi thẳng về phía trước Hải Tứ ấn vào còi xe giữ một hồi Âm thanh còi vang lên in ỏi Lại kéo dài Khiến khách ngồi quán vỉa hè Cũng thấy nhức đầu mà quay lại nhìn Lý An Hy cùng Tiểu Mỹ cũng không tránh được sự gây chú ý này mà nhìn ra. Khi ấy Lục Kiến Nam ở trong xe, chỉ lãnh đạm nói một từ. Đi. Chiếc xe ngay sau đó cũng lăn bánh chạy thẳng về phía trước. Khoảnh khắc đó lướt qua vị trí bàn của cô. Lý An Hy không nhìn thấy được người ngồi trong xe, nhưng lại nhìn thấy được phía bên kia đường. Cao Hữu Khương đang ôm ấp một cô gái và đưa cô ta ngồi vào trong xe rồi lái rời đi. An Hy vô thức đứng bật dậy Hành động của cô khiến Tiểu Mỹ cũng phải đứng lên theo Sao thế? Cô nhìn theo chiếc xe đã lao vào dòng phương tiện tấp nập Mà trong lòng đứng ngồi không yên Tiểu Mỹ, tao có việc phải về trước Mai gặp lại sau Nói rồi An Hy với tay cầm lấy túi sách Mà vội vàng tiến đến bên đường vẫy một chiếc xe Tiểu Mỹ ngơ ngác không hiểu chuyện gì Mà nói với theo Ơ kìa, chuyện gì thế? Mày bảo hôm nay nhậu với tao đến cùng cơ mà Còn chưa được mấy chén nữa Lời vừa dứt Cũng là lúc cô ngồi vào một chiếc taxi rồi rời đi An Hi muốn đuổi theo xe của Hữu Khương Nhưng khoảng cách quá xa nên bị mất dấu Cuối cùng chỉ đành quay về căn hộ chờ đợi Trong không gian không bật một bóng điện nào Chỉ có thứ ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại của An Hi Trên đấy hiện cuộc gọi đến cái tên Được lưu một chữ Anh Ngắn gọn Nhưng rất nhiều cuộc gọi trôi qua Đối phương hoàn toàn không nghe máy Cô đã ngồi trong bóng tối rất lâu Sau đó âm thanh của cửa được mở bỗng vang lên Hữu Khương bước vào trong nhà Thuận tay tìm đến công tắc điện bật sáng Việc nhìn thấy An Hy ngồi ở phòng khách Khiến cho anh ta có chút giật mình Em chưa ngủ sao? Cô bật sáng màn hình điện thoại Nhìn đồng hồ trong đấy mà lên tiếng Gần 12 giờ đêm rồi Công ty hôm nay tăng ca muộn như vậy sao? Đợt này có dự án lớn nên phải gặp gỡ đối tác Vừa nói Hữu Khương vừa đi vào trong hướng đến phòng Nhưng chưa bước vào An Hy liền nói Đối tác là nữ phải không Gặp gỡ là phải ôm ấp nhau Hữu Khương lộ ra sự trột xả, Nhưng rất nhanh anh ta vẫn lấp liếm được Hôm nay em không đi làm Mà lại đi đâu sao An Hy lúc này mới rời khỏi ghế Mà tiến lại gần anh ta Hữu Khương Anh có một thói quen rất xấu không bỏ được đó là mỗi lần bị bắt gặp làm điều xấu Là luôn thích chất vấn ngược lại người khác Để lấp đi lỗi lầm của mình Chuyện xấu Anh không làm điều gì xấu cả Cô ấy là cấp trên Hôm nay anh và giám đốc và đi gặp đối tác Cô hơi quái chén Nên chỉ là dìu cô ấy đưa về thôi Đưa về thôi sao Từ lúc hai người lên xe đến bây giờ rời đi Bây giờ đã trôi qua hai tiếng rồi đấy Không biết vị cấp trên của anh Nhà mãi đâu vậy Cô ấy sai nên nôn hết ra nhà anh ở lại dọn dẹp một chút An Hy cười diễu một cái Như sống mũi cô lại cay nồng lên Công ty có một người nhân viên như anh Đúng là có phước thật đấy Làm việc tăng ca Đôi giám đốc nữ về nhà Lại còn ở lại chăm sóc dọn dẹp đến tận khuya mới rời đi Sau lúc em say rượu Lại không thấy được bộ mặt này của anh nhỉ Hiếu Khương tỏ ra thấy phiền mà cau mày Em lại bóng gió cái gì nữa đây Cô là cấp trên của anh sau này anh còn phải nhờ cậy quê giúp đỡ nhiều Có những chuyện không phải là trong công việc Vẫn phải nhẫn nhịn mà làm Cô ta là cấp trên của anh Vậy em là gì mà nhất định phải phân biệt rõ ràng thái độ như vậy Em tôi ghen tuông vớ vẩn đi được không Một ngày đi làm quanh anh đã rất mệt mỏi Nếu như về nhà còn phải chịu thêm sự nghi ngờ trẻ con này của em Anh thật sự không sống nổi mất Anh đi làm Anh chịu khổ nhọc để làm gì Chẳng phải là cũng vì em sao Em có thể nào hiểu cho anh được không Lý An Hy đôi mắt đỏ hoe Dương lên đẩy hơi nước Anh nghèo anh khổ Đâu phải là do em gây nên Nhưng anh biết không Em khổ chính là do anh mang đến đấy Anh cưới ai thì cũng cần có nhà Có xe có tiền Cũng phải cần có sự nghiệp để mà kiếm sống Cưới ai thì cũng phải cố gắng làm việc mà Thế nên đừng nói cái gì cũng đều là vì em Anh mới mệt như vậy Anh mang đau khổ đến cho em sao Lianhi, An Hy Chúng ta bắt đầu là tình yêu tự nguyện từ hai phía Anh không ép buộc em Cũng không yêu cầu em phải làm thế này thế kia Tất cả đều là em muốn Bởi giờ em lại nói là anh mang khổ sở đến cho em Em không nhìn lại xem Lúc trước cuộc sống của chúng ta đến thế nào Bây giờ thế nào Sự thay đổi ấy còn không phải là anh đang cố gắng Cho em một cuộc sống tốt hơn hay sao Trên gương mặt của An Hy Đã không kìm nổi tuyến lệ Hàng nước mắt trượt dài xuống vậy anh có nhận ra không đoạn cô đưa bàn tay lên trước mặt ánh mắt nhìn anh ta chất đầy những tuổi hờn mà nói bao nhiêu năm nay đến cả một chiếc nhẫn em cũng không có em cũng không hề đòi hỏi không bắt anh mua túi sách quần áo không đòi anh son phấn mỹ phẩm cũng không yêu cầu anh tặng quà cho em vào những ngày lễ em không cần chính là em thông cảm cho anh chứ không phải là em không xứng khoảng thời gian anh không có nhà không có xe không có tiền Em đã bên cạnh anh lâu đến như vậy cơ mà. Anh lại coi sự hy sinh của em chỉ là tự nguyện, không đáng một đồng hay sao? Lời của cô không sai, có lẽ vì vậy mà trong lòng anh ta cũng chợt nhận ra được điều đấy. Cao Hữu Khương bỗng nhiên không còn muốn tranh cãi với cô ta nữa. Anh ta thở mạnh một tiếng rồi đưa tay kéo cô vào lòng ôm lấy, hạ giọng xuống mà nói. An Hi, anh không có ý đó, chỉ là dạo này công việc có chút áp lực về nhà chúng ta cứ cãi nhau hoài như vậy thực sự sẽ rất mệt mỏi anh và cô ấy không có gì cả chỉ là mối quan hệ cấp trên và cấp dưới thế nên em đừng nghĩ linh tinh nữa thật sự là không có gì sao hữu khương lúc này khẽ đẩy cô ra thật sự không có gì nói rồi anh đưa tay lên gạt đi nước mắt vương trên gương mặt của cô mà dỗ dành được rồi không nghi ngờ lung tung nữa cũng không khóc nữa sau này có lẽ chúng ta vì công việc cũng quá stress rồi xem ngày mai nếu có thể nghỉ sớm anh dẫn em ra ngoài đi chơi được không an hy nhìn anh ta thật ra trong lòng của cô vốn không hề nguôi bớt đi sự nghi hoặc chỉ là muốn cố gắng thêm một lần nữa cho cuộc tình này an hy khẽ gật đầu một cái hữu khương liền cười mà đưa tay lên xoa đầu của cô được rồi mau ngủ sớm đi cũng đã muộn rồi đấy dứt lời anh ta cũng quay người về phòng còn cô đứng đấy, dõi theo cái bóng lưng quen thuộc mà thầm nói, "Hữu Khương, hy vọng chúng ta đều có thể cố gắng đến cuối cùng." Một người con gái sử dụng tự tôn nghiêm cuối cùng của mình để níu giữ một người đàn ông lại, thực ra không phải là đang cược rằng người đó sẽ quay lại, mà là đang cược với chính bản thân mình, sau này liệu có hối hận hay không. Vậy nên khi qua được giai đoạn đó rồi, cô ấy còn tuyệt tình hơn tất cả. Buổi chiều của hôm sau, An Hy thu dọn xin nghỉ sớm Tiểu Mỹ thấy vậy Liền tiến lại Phía bàn quầy Nơi cô đang đứng mà lên tiếng Sao? Quyết định rồi à? An Hy gật đầu một cái Nhân tiện hôm nay tròn 10 năm yêu nhau Nên tao cũng muốn làm một điều gì đó Thêm nữa ban sáng giám đốc gọi tao vào phòng Nói rằng hai ngày nữa Tao phải đến cơ sở mới ở tỉnh C Để hỗ trợ nhà hàng Khai trương trong 5 ngày Thế nên nếu tối nay có kết quả tốt Thì có thể yên tâm đi rồi tiểu mỹ khẽ cười vỗ lên vai của cô rồi ghé lại gần trêu ghẹo muốn có kết quả tốt thì thể hiện ra một chút ăn mặc gợi cảm vào mà tốt nhất ý là không mặc cũng được nghe vậy an Hi quét mắt lên sang cô bản của mình mày có thôi đi không gớm có phải là mới yêu nhau đâu mà ngại hai đứa mày ở bên nhau lâu rồi thì mới cần phải đổi mới trong chuyện này như vậy mới giữ được lửa chứ hiểu chưa hiểu được chưa mày cứ làm như mày rảnh lắm ấy Đến bây giờ vẫn chẳng là chưa chịu kiếm một người mới đây hay sao Tiểu Mỹ thở dài mà lắc đầu Hôn nhân ấy mà Người trong thì muốn ra Người ngoài thì muốn vào Tao trải qua rồi nên không còn muốn tái lặp lại nữa Tao bây giờ đang rất tốt Không cần thiết phải có cần thêm đàn ông Nhưng mày thì khác Cuộc đời mỗi người không giống nhau Thế nên kết hôn hay không kết hôn Chỉ cần mày thấy hạnh phúc là được rồi Tao cũng hy vọng có một người đàn ông yêu thương chăm lo cho mày Thế nên cố lên Tiểu Mỹ đưa cánh tay Làm động tác cổ vũ An Hy khẽ cười mà gật đầu Vậy tao về trước đây Mai gặp lại Bye bye Sau đó cô cũng cầm túi sách của mình Mà trở ra ngoài Trên tay còn giữ điện thoại Soạn một tin nhắn gửi cho Hữu Khương Hôm nay tròn 10 năm chúng ta yêu nhau Thế nên em xin nghỉ sớm Chúng ta ăn cơm ở nhà thôi Không phải đi đâu cả Anh sớm về nhé em có chuyện muốn nói. Tin nhắn được gửi đi, cô cất điện thoại rồi vẫy một chiếc taxi ngồi vào. Để chuẩn bị cho buổi kỷ niệm tối nay, An Hi muốn lựa cho mình một chiếc váy mới, rồi quay trở chọn ít thực phẩm tươi, tính tự mình lo liệu tất cả. Khi ấy, tại công ty bất động sản Azura, một cô gái có thân hình khá chuẩn, trên tay cầm theo kẹp tài liệu đi đến trước một căn phòng. Không còn gõ đã để cửa bước vào. Bên trong không có bóng người Cô ta nhìn quanh rồi tiến lại phía bàn làm việc Thế điện thoại còn để ở đấy Mà tự nhiên cầm lên Điện thoại để ở đây Lại đi đâu rồi Do cảm ứng động Khi cô ta vừa đụng vào nó Trên màn hình cũng liền sáng đèn Một tin nhắn được gửi từ cái tên An Hy Hi Hiện lên trên màn hình Đồng tử của cô ta chuyển động nhẹ theo từng con chữ Cùng lúc đấy Cửa phòng lại được đẩy ra Hữu Khương bước vào nhìn thấy có người liền lên tiếng Giám đốc Cô tới lúc nào vậy Nhã Trúc vội tắt màn hình điện thoại Mà nhìn đến anh ta À vừa mới thôi Không thấy thương Trúc định gọi thì lại thấy điện thoại đang để ở đây À tôi vừa ra ngoài photo một số tài liệu Giám đốc đến có chuyện gì sao Cũng không có gì Chỉ là đưa cho Khương bản dự án Trúc đã ký duyệt thôi Anh ta tiến lại gần nhận lấy Tôi có lấy là được rồi mà Giám đốc không cần phải tự mình đem tới Cũng tiện đường thôi nói rồi cô ta chợt lóe lên một tia giảo hoạt trong đầu rồi tiếp lời à mật khẩu điện thoại của khương là bao nhiêu chúc nhờ một cuộc gọi nhé khi nãy định gọi cho khương mới phát hiện ra để quên điện thoại ở phòng rồi khương không để tâm điều này chỉ mở kẹp tài liệu của cô ta đưa đến mà xem rồi đọc mật khẩu cho cô ta nhã trúc nghe vậy vội nhập mật khẩu vào rất nhanh cô ta ẩn luôn đi tin nhắn vừa nãy sau đó cũng giả vờ bấm một số điện thoại Gọi cho tắt máy luôn Nhã Trúc đem điện thoại đặt xuống bàn mà nói Cảm ơn nhé Có lẽ số lạ nên người ta không nghe máy Để Trúc về phòng gọi cũng được Anh ta nhìn lên khẽ cười rồi gật đầu Nhã Trúc lại nói À tối hôm qua cảm ơn Khương nhé Trúc say quá cũng không nhớ gì hết Không có gì đâu Mà lát nữa tan làm Khương có rảnh không Hôm qua không hiểu say thế nào mà Trúc làm hỏng cả vòi nước ở trong nhà tắm Đang phải khóa nước lại Nay gọi thợ sửa quen Mà anh ta bận mất rồi Khương biết thì qua giúp Trúc với nhé Hữu Khương nghe vậy Lại nhớ tới hôm qua có nói với An Hy Là sẽ về sớm để đưa cô đi chơi Anh ta có một chút chần chừ rồi mới trả lời Hãy để tôi gọi thợ khác đến sửa cho giám đốc Trúc ở có một mình Có người lạ vào nhà Thật ra có hơi lo sợ Lát nữa Khương bận sao Không thể giúp được một lúc à Chúc nghĩ cái này nhanh thôi mà Đúng ra mà nói Lương Nhã Trúc cũng khá là xinh đẹp Cô ta tuy lớn tuổi hơn Khương Nhưng nhan sắc vô cùng trẻ trung Lại có sự nghiệp ổn định như như vậy Mà còn độc thân Khó tránh được việc đàn ông bị cô ta hấp dẫn hữu Khương tất nhiên cũng không ngoại lệ Thêm một phần nữa là vì cô ta là cấp trên Anh ta cũng khó lòng từ chối Anh ta đắn đo thêm một lúc Nghĩ là cũng không tốn nhiều thời gian Nên đành gật đầu được ta làm tôi sẽ qua cô ta nghe vậy liền cười tươi đáp lại được vậy chúc về đợi khương nói rồi cô ta cũng quay người trở ra ngoài thật ra với địa vị của cô ta mà lại để mắt đến một trường phòng nhỏ như hữu khương cũng có chút lạ nhưng nhìn kỹ thì cũng chẳng có gì là không thể cô ta có nhan sắc có thực lực có sự thành đạt trong cuộc sống đôi khi lại không cần một người đàn ông cũng thành công như vậy đối với một chàng trai kém tuổi anh ta có sự trẻ trung có khát vọng thành công có một nguồn năng lượng mạnh mẽ trong công việc đối với người phụ nữ như cô lại là một sự thu hút tối hôm đấy tại căn hộ an Hi cũng đã chuẩn bị xong xuôi một bữa thịnh soạn hơn mọi ngày rất nhiều cô còn bố trí thêm cả nến vàng bóng trái tim hoa hồng dài sàn mọi thứ vô cùng lãng mạn an Hi mở điện thoại lên vẫn không thấy hữu khương hồi âm lại tin nhắn cô lại bấm gọi cho anh ta nhưng đều là tín hiệu máy bẩn qua vài cuộc không hò không được an hy chỉ đành gửi tiếp một tin nhắn em nấu xong cơm rồi anh sắp về chưa gửi tin đi cô trở về phòng tắm rửa sửa soạn cho bản thân một chút mặc chiếc váy mới hôm qua vừa mua trang điểm nhẹ xịt một mùi nước hoa thơm dịu ngắm nhìn mình trong gương thấy hài lòng rồi trở ra ngoài kiểm tra điện thoại tại một lần nữa vẫn không thấy có tin nhắn hồi âm của hữu khương Anh Hi gọi thêm vài lần nhưng kết quả vẫn vậy cô chỉ đành ngồi đợi anh ta thời điểm ấy tại căn nhà phương tây nằm ở khu đô thị cao cấp hữu khương ở bên trong phòng tắm loay hoay một lúc cũng thay xong được cái vòi nước mà đứng dậy định quay ra thì bắt gặp nhã trúc đi vào cô ta chỉ mặc trên mình một áo choàng ngủ thắt eo lại xong rồi sao khương gật đầu một cái Xong rồi Trúc cứ mở nước dùng bình thường thôi Nghe vậy Nhã Trúc lại tiến lại vòi nước kiểm tra Nhưng có vẻ như cô ta có sự cố ý Nên khi mở nước Lại cố tình để nước xả mạnh Bắn hết cả lên người Rồi lại vội vàng lấy tay chai chắn Thấy vậy Hiệu Khương gấp gáp đi đến khóa vòi lại mà nói Khi vòi nước này hơi mạnh Nên Trúc chỉ cần mở nhẹ là được Nói rồi anh ta quay sang nhìn Mới thấy chiếc áo chẳng của cô ta đã ướt đẫm Dính sát vào cơ thể Điều đấy khiến cho Hữu Khương nhận ra, Nhã Trúc không hề mặc áo con. Anh ta có một chút bối rối mà nói: vào nước rửa xong rồi, vậy Khương về đây. Hay là Khương lại ăn cơm nhé?" Trúc cũng muốn cảm ơn. "Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà." Nói rồi anh ta cũng quay người trở ra ngoài, nhưng còn chưa đến cửa thì Trúc đã từ phía sau ôm chầm lấy Hữu Khương. "Khương biết không, Trúc không còn ba mẹ nên đã tự lập từ rất sớm." Tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều phải tự làm Thế nên Trúc rất muốn được nếm trải cái cảm giác Có một người đàn ông che chở cho mình Chăm chút cho mình từ những thứ nhỏ nhất Bỗng nhiên Hữu Khương cũng bối rối Không biết cư xử thế nào Anh ta cảm nhận được bầu ngực mềm mại của Nhã Trúc Đang áp chặt vào người của mình đến nóng rực Trúc nói với Khương điều này làm gì Cô ta buông tay Sau đó bước lên trước mà đối diện Khương không nhận ra là Trúc rất thích Khương sao nhưng trúc là giám đốc còn khương chỉ là một trưởng phòng thấp bé sao trúc có thể thích khương được chứ trúc không quan tâm điều đó trúc chỉ cần nhìn thấy được khương là một người ấm áp biết quan tâm những thứ khác trúc có cả rồi trúc chỉ cần một người đàn ông lo lắng cho mình thôi lời của trúc đúng là làm cho lòng anh ta có sự dao động chỉ là vẫn chưa dám bước ra khỏi ranh giới của bản thân nhưng khương có bạn gái rồi Khương nghĩ là trúc nên tìm một người khác phù hợp hơn. không ngờ lời vừa dứt, cô ta bỗng kiễng chân lên vòng tay qua cổ hữu khương hôn anh ta một cái. cơ thể không mặc nội y cọ sát vào người của hữu khương, lại còn khoảng một chút hương nước hoa vô cùng quyến rũ. trúc biết nhưng trúc rất thích khương. chỉ là nếu khương không thể ở bên trúc, vậy chỉ cần một hôm nay thôi được không? trúc rất cô đơn. hữu khương đã sớm bị đánh gục. Nhưng anh ta có vẻ như vẫn còn một phần lương tâm với An Hy Nên không dám tiến tới Chỉ là sau đó Nhã Trúc đã mạnh bạo tấn công hơn Cô ta rút dây thắt lưng Cởi xuống chiếc áo choàng Rồi áp chặt lại Mà ghi cổ anh ta xuống Hôn mãnh liệt Cuối cùng Không có sự kiên nhẫn nào cho một cạm bẫy đầy hấp dẫn như vậy Hiệu Khương hoàn toàn buông bỏ hết lý trí của mình Cùng với cô ta Mây mưa hòa vào Đàn ông luôn thích khuôn trang mỹ miều phụ nữ lại thích ngôn tình giả tạo thế nên phụ nữ trang điểm đàn ông thì nói dối hai kẻ đê tiện thưởng thức lẫn nhau tối đấy bữa cơm được chuẩn bị trong căn hộ chung cư nhỏ đã nguội lạnh nến cũng đã chảy hết màn hình điện thoại cũng báo pin yếu do chủ nhân của nó đã liên tục gọi quá nhiều li an hy nhìn quanh những gì cô đã bày vẽ cho tối nay mà cười diễu một cái rồi chán nản bỏ đi ra ngoài lững thững đi bộ nơi khuôn viên của chung cư lại nhìn thấy siêu thị mini còn mở cửa nghĩ ngợi thế nào cô lại vào đấy mua vài lon bia rồi đem ra ngồi ghế đá mà uống một mình lý an hy ngồi ở đó uống tới mức không đếm được số vỏ lon nữa cho tới khi chiếc lon cuối cùng trong túi cũng cạn sạch cô đã trở nên say mềm an hy bẻ cái móc lon rồi đeo vào ngón tay của mình mà đưa lên trước mặt ngắm nhìn sau đó không nói không rằng ngồi khóc ngon lành Cô tự nhận thấy tình yêu 10 năm của mình đã sắp không thể cứu vãn được nữa. Làm sao mà không đau lòng, không nuối tiếc cho được. Hôm nay là ngày kỷ niệm 10 năm yêu nhau, vậy mà Hữu Khương không về. Suốt cuộc anh ta không nhớ hay là cảm thấy nó không quan trọng. 10 năm mà còn không đủ dài để nhớ sao? Nếu không quan trọng, vậy thì lời hứa lúc đó, chiếc nhẫn lúc đó thì sao? An Hy lại đưa tay mò tìm dây chuyền trên cổ của mình cô kéo ra nhìn xuống mặt dây chuyền rồi lại nắm chặt nó mà khóc nức nở hữu khương mười năm rồi chúng ta chỉ còn một cái kết là lễ cưới nữa thôi vậy mà không thể cố được nữa sao cô sau đó không hiểu nghĩ gì mà không đúng người say thì làm sao mà biết bản thân đang nghĩ gì cô lấy điện thoại ra muốn gọi cho hữu khương nhưng không hiểu sao cô say đến mức mà lại ấn vào một cái tên được lưu trong đó lục kiến nam Chuông kéo dài một hồi rất lâu Không có ai bắt máy An Hy vẫn cố bất chấp gọi thêm lần nữa Cho tới khi đầu dây bên kia Vang lên giọng nói chầm chầm Alo Cô liền lớn tiếng nói qua điện thoại Đổ khốn kia Anh làm cái gì mà giờ mới nghe máy của tôi Không cần phải trông thấy Chỉ nghe qua hơi thở rất nhỏ Cũng cảm nhận được gương mặt của đối phương lúc này Đang vô cùng khó coi Nhưng cô vẫn chưa nhận ra cuộc gọi của mình Đã tới lộn chỗ cảm xúc của cô vì men say mà cứ thất thường thay đổi vừa mới quát tháo là thế bỗng nhiên lại hạ giọng nói với vẻ ấm ức nức nở anh có biết hôm nay là ngày gì không đầu dây bên kia vẫn không nói gì nhưng cũng không tắt máy an hy thì vẫn cứ mải nói với cái giọng vừa khóc vừa khó nghe hôm nay là ngày kỷ niệm mười năm yêu nhau của chúng ta em đã chuẩn bị rất nhiều thứ tất cả đã xong hết rồi chỉ còn thiếu mỗi anh thôi hữu khương anh quên rồi sao Thật sự đã quên lời hứa lúc đó của chúng ta rồi sao Cả một cuộc điện thoại kéo rất dài Nhưng chỉ có một mình cô nói chuyện Mà đầu dây bên kia vẫn luôn giữ máy như vậy Không biết sốt cuộc Lục Kiến Nam có nghe cô nói không Nhưng quả thực Không hề thấy bất cứ một phản hồi nào từ anh Hữu Khương Chúng ta đi được đến bây giờ Không phải dễ dàng gì Anh có thể vì những điều Mà cả hai đã cùng trải qua mà cố gắng thêm một chút được không Mười năm không dài Nhưng nó không hề ngắn Bỏ lỡ nó Thật sự em rất nuối tiếc Cô ngồi đó không biết đã làm nhảm nói trong bao lâu Tự nhiên đã dốc hết cõi lòng của mình ra Vậy mà không nhận được một hồi đáp nào Cho tới khi Bỗng nhiên máy bị tắt ngang một cái Annie lúc này mới đưa điện thoại ra trước mặt Thế cuộc gọi kết thúc Lại càng khóc to hơn Nhưng cũng đúng lúc đấy Xuất hiện trước mặt cô là thân ảnh cao lớn của một người đàn ông. An Hy ngước mặt nhìn lên, tuy là đôi mắt nhòe nhòe vì lệ, nhưng vẫn thấy được tôn dung của người này rất ưu tú. Cô nhận ra anh. Sao lại là anh? Lục Kiến Nam không trả lời câu hỏi đó, chỉ đưa tay kéo cô đứng dậy mà nói. Tôi đưa cô về. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện. Thu Hệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh like chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé cảm ơn các bạn